Kính chào quý anh chị đang xem video của em là Tú, chuyên review đồng hồ chính hãng. Và hôm nay thì em sẽ làm một chiếc video mở hộp trên tay một mẫu sản phẩm mà bên em mới về. Đây là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Rolex và em này sẽ là một em thuộc dòng Datejust size 36 anh em nhé. Thì bây giờ hãy cùng em mở hộp và trên tay mẫu đồng hồ này. Thì khi mà mở hộp ra, anh em sẽ được trang bị thêm một cái hộp ở bên trong được làm bằng gỗ và sẽ có màu xanh lá cây rất đẹp như thế này. Và sau đó khi mà em mở hộp này ra, chúng ta sẽ thấy được mẫu đồng hồ mà em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay. Một chiếc Rolex Datejust 126234 có cái phần mặt số được làm chủ đạo với màu đen và các phần còn lại sẽ được làm bằng thép trắng, cực kỳ đơn giản và rất nam tính. Thì ở bên trong cái ngăn này em sẽ có đó là cái phần sổ thẻ. Thì em sẽ show cho anh em đầy đủ hết những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đó là quyển sổ của dòng Datejust. Thì khi mà anh em xem ở bên trong quyển sổ này thì chúng ta sẽ thấy được các hướng dẫn sử dụng cũng như là các chú thích về các phụ kiện đi kèm của chiếc này đó. Và cái tấm quyển sổ thứ hai thì cái quyển sổ này sẽ là quyển sổ worldwide service. Trong cái quyển sổ này thì anh em sẽ có các điều kiện để được bảo hành chính hãng. Và khi mà chúng ta đi đến cuối của quyển sổ này thì anh em sẽ thấy được một cái điểm service chính hãng tại Rolex Hồ Chí Minh. Thì anh em có thể mang vào 88 đồng khởi để bảo hành chính hãng thoải mái luôn. Chiếc này của em là một chiếc Rolex chính hãng và anh em sẽ bảo hành chính hãng đó là 5 năm. Và cuối cùng đó là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc này. Thì đây là một cái tấm thẻ cực kỳ quan trọng với một chiếc Rolex. Trên này thì sẽ có đầy đủ thông tin, mã máy, số series, date mua. Và đây là một cái tấm thẻ đời mới và chỉ được áp dụng trên các mẫu mới của Rolex. Chúng ta sẽ có mã máy đó là 126234 với số series ở bên dưới thì em xin phép em che đi tại vì đây là một chiếc hàng mới. Và ở bên dưới thì chúng ta sẽ có dòng chữ 12 tháng 2 năm 2022, tức là chiếc này của em sẽ vào date mua, vào ngày mua sẽ là 12 tháng 2. Và tính theo bảo hành chính hãng 5 năm thì anh em sẽ được bảo hành đến tháng 2 năm 2027. Và hiện tại thì bây giờ mới là tháng 6 thì anh em vẫn còn gần như là nguyên 5 năm bảo hành anh em nhé. Đó, chúng ta chỉ trôi mất khoảng tầm 4 tháng. Và ở mặt trước thì chúng ta sẽ thấy được dòng chữ Rolex và chúng ta sẽ có các dòng chữ của Rolex được in trên mặt trước này. Đó. Ở đây thì em sẽ có một cái tấm tag của chiếc này. Tấm tag này thì sẽ là tấm tag để chứng minh cho cái bộ máy của chiếc đồng hồ này sẽ đạt chuẩn độ chính xác của Rolex, đó là Superlative Geometer. Thì là một cái chứng nhận về cái độ chuẩn xác lên đến cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Với các bộ máy của Rolex thì đều được trang bị cái chuẩn chính xác này. Và Rolex thì sẽ có thêm một cái chuẩn chính xác của cơ quan kiểm định của Thụy Sĩ nữa, đó là Chronometer hay còn gọi tắt đó là COSC. Thì với cái chứng nhận này thì cái bình thường các bộ máy khác sẽ có sai số cộng trừ 4 đến 6 giây một ngày và chỉ có 3% bộ máy của Thụy Sĩ mới đạt cái chứng nhận này. Còn Rolex thì họ sẽ có thêm một cái chứng nhận chuẩn xác hơn, đó là cái tag mà em đang cầm trên tay đây, đó là Superlative Certified. Với cái chứng nhận này thì một chiếc đồng hồ Rolex sẽ không có sai số, không có quá 2 giây một ngày. Và bây giờ thì em sẽ cầm trên tay chiếc này để giới thiệu đến với anh em. Và đây là một cái mẫu có size 36mm và toàn thân sẽ được làm bằng thép trắng. Còn phần liềm và bộ kim và cọc số thì sẽ được làm vàng trắng, cọc số sẽ gắn kim cương. Với chiếc đồng này thì anh em sẽ có một cái size rất dễ chịu, đó là size 36mm. Với size 36 này thì nó sẽ tương đương với size 39-40 của các hãng khác. Bởi vậy chúng ta đeo một chiếc đồng hồ rất dễ dàng với mọi loại cổ tay luôn. Anh em cổ tay nhỏ từ 15 đến cổ tay to đến 18, chúng ta vẫn có thể đeo được size 36 cực kỳ thoải mái. Bởi vì đây là một cái mẫu free size. Anh em có thể biết khi mà tay tây thì thường rất là to, thậm chí tay 19-20 cũng có, mà họ vẫn đeo size 36 bình thường. Thì anh em cổ tay Việt Nam thì đeo cũng cực kỳ thoải mái. Tất nhiên là anh em tay to thì có thể lựa chọn đến size 41, nhưng mà anh em thích đeo nhỏ nhẹ thì cũng có thể lựa chọn size 36 của Rolex. Đây là một cái mẫu đời mới nhất của Rolex thuộc dòng Mark 2, tức là dòng
đời mới nhất, sử dụng bộ máy mới nhất, thì chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế rất sắc cạnh ở trên cái phần thân vỏ. Với các mẫu đời cũ, đời 116 thì anh em sẽ thấy được cái phần càng này sẽ được làm khá là to và nó sẽ hơi tròn tròn một chút so với đời 126 này. Đến đời 126 thì chúng ta sẽ thấy được cái thiết kế phần càng nó sẽ dài hơn một chút, và phần nét cạnh của cái phần càng này cũng như các phần khác nó sẽ nét cạnh hơn. Bởi vậy chúng ta đeo một chiếc đời 126 này thì cái cảm giác gọn gàng cũng như cảm giác sắc cạnh, sắc bén của một chiếc Rolex nó rất hiện hữu. Về phần mặt số thì anh em sẽ thấy được chiếc này của em sẽ có phần mặt số màu đen, và phần mặt số này sẽ được hoàn thiện bởi các đường trải tia siêu nhỏ anh em nhé. Mặt đen thì anh em sẽ khó nhìn thấy led tia hơn khi mà nhìn qua video, còn nhìn mắt thường thì sẽ thấy rất là rõ ràng. Cái mặt đen trải tia này thì nó sẽ có cái chiều sâu hơn, tức là màu đen sâu thẳm hơn, và cọc số của chiếc này sử dụng sẽ là cọc số kim cương. Và Rolex thì họ sẽ chế tác thêm một cái đế để giữ viên kim cương bằng vàng trắng 18K, và sẽ được Rolex họ chế tác bởi các lát cắt ở trên cái phần đế này để giúp cho cái viên kim cương này nó đẹp hơn và nó to rõ ràng hơn rất nhiều. Cọc số kim cương thì luôn là một cái phần cọc số được nhiều anh em ưa chuộng nhất rồi. Và cái phần liềng cũng vậy, liềng sẽ là liềng khía. Cọc kim cương, liềng khía thì luôn là một cái những cái phần option mà được nhiều anh em ưa chuộng nhất. Và trên phần mặt số thì chúng ta sẽ thấy được dòng chữ Rolex, bên dưới sẽ là dòng chữ Oyster Perpetual. Thì dòng chữ Oyster thì để chứng minh cho cái chiếc này sử dụng thân vỏ Oyster và thép Oyster. Dòng chữ Perpetual thì nó sẽ mang ý nghĩa trường tồn mãi mãi vĩnh cửu với một chiếc đồng hồ Rolex. Còn ở bên dưới thì sẽ là dòng sản phẩm, dòng Datejust. Ở bên dưới trụ kim thì chúng ta sẽ có một thêm một dòng chữ đó là Superlative Chronometer. Thì cái chữ dòng chữ này nó để chứng minh cho cái độ chuẩn xác của bộ máy. Và bên dưới cọc số góc 6 giờ anh em sẽ có dòng chữ Swissmade cũng như cái logo hình vương miện ở chính giữa. Thì cái logo vương miện này là để chứng minh cho cái chiếc đồng hồ này là một chiếc đời Mark 2 mới nhất của Rolex. Viết đời Mark 1 thì sẽ không có logo anh em nhé. Và cái điểm này thì chỉ phân biệt trên dòng máy 126 thôi. 116 thì sẽ không có và nó sẽ không tính như vậy. Chỉ trên 126 và chúng ta mới phân biệt được như vậy. Và chúng ta sẽ có một cái vành bên ngoài cùng sẽ là các vạch chia phút với 60 phút được thiết kế kiểu hình chữ nhật rất nổi bật ở trên cái phần mặt đen. Và bộ kim của chiếc này cũng như phần liềng thì sẽ được làm bằng vàng trắng 18K để tăng cái độ bắt sáng tốt nhất cho cái phần mặt số. Thì Rolex họ sẽ sử dụng cái phần liềng bằng vàng trắng 18K. Thế phần liềng này thì sẽ được kết hợp giữa các rãnh khía cao thấp rất đều nhau ở trên toàn bộ cái phần liềng này. Và bởi vậy thì cái phần liềng này khi mà anh em nghiêng từ góc độ này thì cái phần liềng nó khúc xạ lại ánh sáng, nó sẽ tạo thành một cái phần liền lấp lánh cực kỳ đẹp. Ô lịch ở góc 3 giờ và phần ô lịch này thì sẽ được trang bị thêm một cái phần lúp ở trên mặt kính để giúp cho anh em xem chức năng một cách dễ dàng hơn. Bình thường ví dụ như mà anh em không nhìn qua lúp chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy cái ô lịch cực kỳ nhỏ, còn khi nhìn qua lúp thì cái ô lịch rất to và rõ ràng hơn rất là nhiều. Và cái ô lịch này thì sẽ có đèn background màu trắng chữ đen cực kỳ nổi bật. Và để thể hiện một chiếc đồng hồ đời mới nhất và bao gồm tất cả những cái công nghệ mới nhất của Rolex thì chúng ta sẽ thấy được cái phần liềng bên trong mặt kính này sẽ được chạy chữ vòng quanh. Và đây là một cái tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu đời mới của Rolex đều được chạy chữ Rolex vòng quanh như vậy. Và số series sẽ được khắc bên dưới góc 6 giờ. Như các mẫu cũ, đời cũ thì số series sẽ được khắc ở bên ngoài thân đồng hồ. Còn đến với những cái mẫu đời mới như cái mẫu em đang cầm trên tay đây thì đều được khắc số seri ở góc 6 giờ hết anh em nhé. Anh em chỉ cần check chuẩn số seri trên đồng hồ và trên thẻ là ok. Và đến với phần mặt kính này thì chúng ta sẽ thấy một cái phần mặt kính sapphire nguyên khối, và chúng ta sẽ thấy được cái phần mặt kính này nó sẽ làm cao hơn so với phần liềng, và nó làm cao hơn. Bởi vậy cái phần độ dày của chiếc này cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái phần mặt đáy này, nó sẽ được làm vát vào trong. Bởi vậy khi mà đeo lên tay thì chúng ta
thấy một chiếc đồng hồ nó rất vừa vặn với cổ tay. Và phần mặt kính này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái phần logo ẩn bên dưới góc 6 giờ như đây. Cái phần logo này sẽ được Rolex họ chế tác ở bên trong mặt kính, và chúng ta sẽ phải soi flash vào cái phần góc 6 giờ như đây thì mới thấy được cái logo này. Đây cũng là một cái điểm để Rolex họ xác định đây là một cái phần mặt kính được Rolex họ chế tác, cũng như là để tránh các bên khác họ làm nhái và thay thế cái sản phẩm này của họ. Chúng ta sẽ phải soi chéo ở góc 6 giờ như đây, và chúng ta nhìn ở bên trong mặt kính góc 6 giờ thì sẽ thấy được cái logo đó. Còn đến với phần thân vỏ thì chúng ta sẽ thấy được toàn bộ phần thân vỏ của chiếc này sẽ được làm bằng thép không gỉ, và loại thép này sẽ được Rolex họ gọi đó là thép Oyster Steel, là một cái loại thép độc quyền của Rolex họ phát triển trên cái loại thép 904L. Thì cái loại thép này nó chuyên được sử dụng trong các môi trường điều kiện khắc nghiệt và có tính chất chống ăn mòn, độ cứng cao hơn hẳn so với các loại thép khác và được Rolex họ chế tác độc quyền. Bởi vậy khi mà anh em nhìn một chiếc Rolex thì thường nó sẽ có độ đẹp, độ bóng, độ bắt sáng cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ thấy được phần thân cổ là sẽ được đánh bóng này, và phần bộ dây sẽ được kết hợp 5 chỉ với 3 chỉ ở giữa được đánh bóng, hai chỉ bên cạnh này sẽ là kiểu thép phách xước. Với các mẫu demi vàng hồng hay vàng vàng thì cái phần ba chỉ ở giữa này sẽ được làm bằng vàng. Còn với cái mẫu mà em đang cầm trên tay đây, hoặc với các mẫu 126, 234 nói chung thì bộ dây này sẽ được hoàn toàn làm bằng thép. Em sẽ bỏ cái gối này ra để anh em có thể thấy hết được cái vẻ đẹp của bộ dây. Toàn bộ đều được làm bằng thép đặc hết anh em nhé, thép đặc. Bởi vậy cái độ giãn dây của những cái mẫu đời mới đời 126 như này thì thường cái độ giãn dây là gần như là rất thấp. Bởi vậy chúng ta đeo một thời gian dài hay đeo một thời gian đến vài chục năm thì cái bộ dây này nó vẫn rất cứng để anh em có thể đeo trong một thời gian dài. Bộ dây này thì được Rolex họ gọi đó là bộ dây Jubilee. Bộ dây Jubilee này thì nó sẽ mang đến cho anh em cái vẻ đẹp của sự sang trọng, nam tính khi mà chúng ta đeo lên tay. Và bộ dây này cũng rất mềm mại anh em nhé. Chúng ta có thể thấy khi mà em cầm trên tay đây, bộ dây cực kỳ mềm mại luôn. Và bộ dây này thì cũng là một trong những cái bộ dây được nhiều anh em ưa chuộng nhất trong thời điểm hiện tại. Phần khóa thì chúng ta sẽ thấy được khóa Oyster, là một cái loại khóa được trang bị trên các mẫu đời mới của Rolex. Thì với cái bộ khóa này anh em sẽ có một cái thiết kế hiện đại hơn rất nhiều so với các mẫu đời cũ. Mặt bên trong khóa thì chúng ta sẽ thấy được các dấu khắc bên trong mặt khóa này. Còn mặt sau khóa thì anh em sẽ thấy được một cái mắt gập như đây. Cái mắt gập này thì sẽ giúp cho cái phần bộ dây của đồng hồ nó sẽ lưới rộng hoặc thu ngắn lại tùy ý khoảng tầm 0,5 mắt, để giúp anh em linh hoạt trong mọi tình huống. Ví dụ như mà anh em đeo mà cảm giác bị chật hay bị kích tay thì anh em có thể mở cái mắt gập này ra, sau đó chúng ta có thể đóng lại theo tùy từng trường hợp mà anh em đeo. Nó không giống như bộ dây Jubilee đời 116. Ví dụ như mà anh em muốn thêm mắt thì chắc chắn là sẽ phải cắt mắt rồi. Còn với cái khóa này thì nó sẽ có tiện lợi hơn rất nhiều. Mặt sau đáy sẽ đáy kín và toàn bộ mặt dây sẽ đánh vây xước này. Mặt đáy sẽ được làm bằng một cái mặt thép được Rolex họ chế tác giữa vây xước và đánh bóng như đây. Và ở bên trong thì anh em sẽ có bộ máy Rolex 3235, là một cái bộ máy do chính Rolex phát triển và chế tác. Thì bộ máy này nó sẽ bao gồm tất cả những cái tinh hoa, những cái bằng sáng chế của Rolex. Và bộ máy 3235 này sẽ có thông số đó là 31 trên kính. Tần số động sẽ là 28.800, và tần tích cót của bộ máy này lên đến 70 tiếng tích cót anh em nhé. Sai số thì cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho em về cái mẫu đồng hồ này. Với size 36 thì cổ tay em là cổ tay 16.5 thì đeo lên tay rất vừa tay. Nói chung là với cái size này thì anh em cổ tay tầm trên 15 và dưới 18 đeo cực kỳ đẹp. Anh em nào mà không thích cái sự nổi bật của vàng 18K, hay chúng ta đơn giản là chỉ thích một chiếc đồng hồ
nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mà vẫn mang danh tiếng của Rolex và vẫn đẹp, thì với cái mẫu 126234 mặt tia đen này là một gợi ý rất tuyệt vời gửi đến anh em. Mẫu đồng hồ này của em thì em đang giao lưu với anh em đồng mức giá cực kỳ tốt là 355 triệu cho chiếc Rolex hàng mới full set 12 tháng 2 năm 2022. Thì anh em đang quan tâm mẫu đồng này của em thì có thể qua shop em tại Hà Nội để lên tay. Em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh và em nhận giao dịch mọi miền tổ quốc cho anh em. Đó, anh em đang ưng mẫu đồng này mà không thể đến trực tiếp shop em thì em sẽ ship tận nơi cho anh em để anh em có thể yên tâm giao dịch. Chỉ cần anh em cọc cho em một chút thiện chí thôi. Ngoài bán thì em có nhận giao lưu được tất cả các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, ưu tiên Rolex, Omega, Longines. Thì anh em nào đang có nhu cầu đổi khác lên đời thì cứ alo trực tiếp cho em. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình 0366621996. Anh em cần em tư vấn bất cứ mua về mẫu đồng hồ nào thì cứ inbox trực tiếp cho em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.